Ngày 9 tháng 8, Thánh Edistan. Ngài sinh năm 1891, mất năm 1942. Edistan, một nữ tu Camilo thánh thiện, một triết gia uyên thâm và một văn sĩ sáng giá. Không những Ngài có ảnh hưởng lớn ở thời ấy, mà ngày nay ảnh hưởng ấy đang lan tràn trong giới triết gia và trí thức ở Đức cũng như trên toàn thế giới. Ngài là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai coi thánh giá là di sản, và cuộc đời Ngài được dâng hiến cho sự đau khổ và bách hại của dân tộc Do Thái. Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1891 trong một gia đình Do Thái ở Breslau, nước Đức. Ngay từ nhỏ, Edistan đã chứng tỏ năng lực học hỏi lạ thường, và vào lúc bắt đầu Thế chiến thứ nhất, Ngài đã học xong triết và ngữ văn tại Đại học Breslau và Göttingen. Sau cuộc chiến, Ngài tiếp tục cao học tại Đại học Freiburg và lấy bằng tiến sĩ hạt ươm về triết. Sau đó, Ngài làm giáo sư phụ tá và là cộng tác viên của giáo sư Husserl, cha đẻ của hiện tượng học, và cũng là người có ảnh hưởng lớn đến tư duy của thánh nữ. Trong tất cả các ngành học hỏi, Edistan không chỉ tìm kiếm chân lý mà còn đi tìm chính chân lý, và Ngài đã tìm thấy ở giáo hội công giáo sau khi đọc tự truyện của thánh Teresa Avila. Edistan được rửa tội vào ngày đầu năm 1922. Sau khi trở lại đạo, Edith dùng toàn thêm giờ để dạy học, diễn thuyết, viết lách và thông dịch, và không bao lâu Ngài trở nên một triết gia và tác giả nổi tiếng. Nhưng điều Ngài khao khát là cuộc sống cô độc và tịnh niệm của dòng Camilo, là nơi Ngài tận hiến cho Thiên Chúa và người dân của Ngài. Trước khi Đức Quốc xã bách hại người Do Thái khiến Ngài phải ngưng mọi hoạt động, thì cha linh hướng đã đồng ý để Ngài gia nhập dòng Camilo hèn mọn ở Cologne, Lindenthal, vào tháng 10 năm 1933. Vào tháng 4 năm kế tiếp, Ngài được mặc áo dòng và lấy tên là Teresa Benedicta của Thánh Giá. Vào Chủ nhật Phục sinh năm 1935, Ngài khấn trọn. Khi sự bách hại người Do Thái gia tăng mãnh liệt và điên cuồng, Sơ Teresa Benedicta nhận thấy sự nguy hiểm khi có mặt tại nhà dòng Camilo ở Cologne, và Ngài đã xin phép bề trên di chuyển đến một tu viện ở ngoại quốc. Vào đêm 31 tháng 12 năm 1938, Ngài bí mật vượt biên đến Hòa Lan, là nơi Ngài được tiếp đón một cách nồng nhiệt vào dòng Camilo ở Ech. Ở đây, Ngài sáng tác văn bản sau cùng là Thánh Giá Học. Chính Thánh Giá của Ngài thì ở trước mặt, vì lúc ấy Đức Quốc xã đã xâm lăng Hòa Lan, và khi các giám mục Hòa Lan công bố lá thư mục vụ phản đối việc trục xuất người Do Thái và đuổi các học sinh Do Thái ra khỏi trường công giáo, thì Đức Quốc xã ra lệnh bắt giữ mọi người công giáo thuộc gốc Do Thái ở Hòa Lan. Sơ Teresa Benedicta bị bắt vào ngày 2 tháng 8 năm 1942 và được chở đến trại tử thần Auschwitz. Ngài chết trong phòng hơi ngạt ở Auschwitz ngày 9 tháng 8 năm 1942. Và ngày 1 tháng 5 năm 1987, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ hai tôn phong chân phước cho Sơ Teresa Benedicta, và sau cùng Sơ được phong thánh ngày 11 tháng 10 năm 1998.